quá bất ngờ, ông Võ Văn Thưởng bị khép tội nặng sau khi từ chức. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, tháng 3 năm 2024, nền chính trị Việt Nam đã trải qua một biến động lớn. Vào ngày 20 tháng 3 năm 2024, Trung ương đã họp, xem xét và đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Đây được cho là một quyết định khá bất ngờ vì ông Thưởng vốn là một cán bộ cao cấp mà Đảng và Nhà nước vô cùng tín nhiệm. Ông Thưởng có một giai đoạn được đồn đoán là một trong những ứng viên sáng giá để thay thế Bác Trọng trong tương lai. Vậy chuyện gì xảy ra với sự cố ngã ngựa được coi là quá bất ngờ với vị chính trị gia lừng lẫy này? Và đặc biệt nhiều người đặt câu hỏi liệu mọi chuyện đã dừng lại ở đây. Vì sao ông Võ Văn Thưởng từ chức? Nguyên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sinh ra trong một gia đình truyền thống văn hóa, nơi ông đã được truyền dạy về lòng yêu nước và trách nhiệm với cộng đồng từ những năm tháng đầu đời. Từ khi còn là một sinh viên trẻ, ông đã tham gia vào các hoạt động vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển của đất nước. Sự đam mê và nhiệt huyết của ông đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và tín nhiệm từ cộng đồng và đồng nghiệp. Khi bước vào sự nghiệp chính trị, ông Võ Văn Thưởng đã thể hiện tầm nhìn và sự dũng cảm trong việc đối mặt với những thách thức và khó khăn của đất nước. Ông không ngừng nỗ lực để đưa ra các chính sách và biện pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa của Việt Nam, trong đó có việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ. Chiều ngày 20 tháng 3, cuộc họp bất thường của Trung ương Đảng đã diễn ra. Tiếp nối với đó, ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội khóa 15, thông báo về kỳ họp bất thường lần thứ 6 của Quốc hội sẽ được tổ chức vào sáng ngày 21 tháng 3. Kỳ họp này chủ yếu tập trung vào công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội, bao gồm các quyết định liên quan đến miễn nhiệm và bổ nhiệm. Trong cuộc họp của Trung ương Đảng, đã có sự thống nhất cao về việc cho phép ông Võ Văn Thưởng từ bỏ các chức vụ hiện nắm giữ, bao gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước và Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh cho đến năm 2026. Điều này đặt ra nhiệm vụ cho Quốc hội là xem xét và thực hiện thủ tục miễn nhiệm cho ông Thưởng trong kỳ họp sắp tới. Ông Thưởng, đại biểu Quốc hội tại thành phố Đà Nẵng, cũng sẽ được miễn nhiệm khỏi vị trí này theo quy định. Cùng ngày, một quyết định quan trọng khác đã được đưa ra liên quan đến bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, người đã vi phạm pháp luật và hiện đã bị khởi tố tạm giam. Trung ương Đảng quyết định khai trừ bà Lan khỏi Đảng và Quốc hội sẽ tiến hành bãi nhiệm bà khỏi vị trí đại biểu Quốc hội khóa 15. Những vi phạm và khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây ra luồng dư luận tiêu cực, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước. Ông Thưởng đã nhận thức rõ trách nhiệm của mình và chủ động nộp đơn xin từ chức, yêu cầu được nghỉ công tác để đảm bảo sự trong sạch và vững mạnh của cơ quan lãnh đạo. Thông báo từ Văn phòng Trung ương ngày 20 tháng 3 cũng nhấn mạnh rằng sự kiện này là một phần của nỗ lực liên tục nhằm đảm bảo tính liêm khiết và hiệu quả của các cơ quan nhà nước thông qua việc giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tại kỳ họp bất thường vừa qua của Quốc hội, diễn ra vào sáng ngày 21 tháng 3 năm 2024, Quốc hội đã quyết định miễn nhiệm ông Võ Văn Thưởng khỏi chức vụ Chủ tịch nước cho nhiệm kỳ 2021-2026 và cũng đã chấm dứt nhiệm vụ của ông như một đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng. Quyết định này được thực hiện sau khi nghe các báo cáo, tờ trình và ý kiến phát biểu của ông Võ Văn Thưởng cùng với các cuộc thảo luận liên quan. Quốc hội sau đó đã tiến hành bỏ phiếu kín và thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm theo đúng quy trình. Theo Hiến pháp 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Do đó,
việc miễn nhiệm Chủ tịch nước cũng đồng nghĩa với việc ông Võ Văn Thưởng không còn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh cho nhiệm kỳ 2021-2026. Một trong những nguyên nhân sâu xa khiến cho ông Thưởng phải tự chức được cho là do ông phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu vì những sai phạm liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn. Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra sai phạm đối với những cán bộ Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi và Vĩnh Long. Trong khi đó, ông Thưởng lại từng có nhiệm kỳ giữ chức vụ Bí thư tỉnh Quảng Ngãi kéo dài từ năm 2011 đến năm 2014. Báo chí đưa tin, tập đoàn Phúc Sơn chỉ là một doanh nghiệp cấp huyện nhưng chúng nhiều dự án rất lớn ở Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Khánh Hòa. Đặc biệt chỉ riêng tại Nha Trang, tập đoàn này đã dính vào khá nhiều sai phạm. Cụ thể, Phúc Sơn đang bị điều tra về những sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang và hàng loạt dự án khác tại địa phương này. Ngày 26 tháng 2 năm 2024, ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, cùng 3 cán bộ Tập đoàn Phúc Sơn bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Chiều ngày 2 tháng 3 năm 2024 tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2024 do Văn phòng Chính phủ tổ chức, Trung tướng Tô Nở Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cung cấp thông tin về kết quả điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị có liên quan. Trung tướng Tô Nở Xô cho biết dư luận và báo chí đã đề cập đến công ty này từ vài năm nay, nhưng cho đến cuối tháng 2 năm 2024 cơ quan chức năng mới có thể làm rõ. Theo người phát ngôn Bộ Công an, Tập đoàn Phúc Sơn hoạt động từ năm 2004, chủ yếu xây lắp ở huyện. Công ty bắt đầu vươn mình từ năm 2015 với nhiều công trình từ Bắc tới Nam, đến nay đã có 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng, trong đó có Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Nha Trang, Khánh Hòa. Đây là một doanh nghiệp nhỏ cấp huyện, có phó tổng giám đốc tập đoàn mới học xong chương trình lớp 4. Trong quá trình phát triển, doanh nghiệp này từng nhiều lần tăng, giảm mạnh vốn điều lệ chỉ trong thời gian ngắn. Cụ thể, thời điểm đầu năm 2015, tập đoàn Phúc Sơn chỉ có 130 tỷ đồng, sau đó tăng lên 500 tỷ đồng. Cuối năm 2015, Phúc Sơn tiếp tục tăng vốn lên 1.500 tỷ đồng. Đến tháng 2 năm 2017, tập đoàn Phúc Sơn có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, nắm giữ 99% cổ phần, tương đương với số vốn góp lên tới 1.980 tỷ đồng. Đáng chú ý, có giai đoạn vốn điều lệ của tập đoàn Phúc Sơn lên tới 4.000 tỷ đồng. Đến tháng 5 năm 2022, tập đoàn Phúc Sơn đã giảm vốn điều lệ từ 4.000 tỷ đồng xuống còn 1.600 tỷ đồng. Được thành lập từ năm 2009 và trải qua nhiều thăng trầm của thị trường bất động sản. Dù vậy, trong vài năm trở lại đây, tập đoàn Phúc Sơn mới thực sự gây chú ý với hàng loạt dự án đình đám và quỹ đất lên đến hàng trăm hecta như khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, quy mô 130 hectare, khu nhà ở 15 tầng cho người có thu nhập thấp tại Vĩnh Yên, khu đô thị hai bên đường Phù Đồng, Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, với quy mô 149 hectare, khu đô thị Bầu Giang, Quảng Ngãi, quy mô hơn 49 hectare. Trong đó, dự án khu đô thị Bầu Giang gây nhiều chú ý với quy mô diện tích hơn 49 hectare. Bao gồm 294 căn nhà ở thương mại nằm trên trục đường chính với diện tích 46.089 m2, 274 căn nhà ở xã hội với diện tích 19.292 m2, 795 lô đất nền. Tổng vốn đầu tư dự án này lên đến 3.318 tỷ đồng. Ngoài ra, trong năm 2022,
tập đoàn Phúc Sơn cũng đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về dự án khu đô thị Hưng Hòa 1 và khu đô thị Hưng Hòa 2 tại xã Hưng Hòa, thành phố Vinh với quy mô hơn 200 hectare. Tại Khánh Hòa, tập đoàn này cũng vướng nhiều lùm xùm liên quan dự án khu trung tâm đô thị thương mại dịch vụ tại thành phố du lịch Nha Trang. Ngoài ra, các dự án của tập đoàn Phúc Sơn đầu tư ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa còn có 3 dự án xây dựng chuyển giao tại sân bay Nha Trang. 3 dự án này nhiều năm liền chậm tiến độ gây ra bức xúc dư luận, bị thanh tra chính phủ kết luận có nhiều sai phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, và 5 người có liên quan để làm rõ các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước. Vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra, tuy nhiên với quy mô vi phạm trải dài ở nhiều địa phương, liên quan đến nhiều đại dự án, chắc chắn có thể dự đoán thiệt hại kinh tế lên đến nhiều nghìn tỷ đồng. Theo Trung tướng Tô Nở Sô, để dẫn đến vi phạm của tập đoàn Phúc Sơn có thể thấy trách nhiệm của cơ quan quản lý là không kiểm soát hoạt động kê khai tài chính. Mặc dù doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính thuế mà vẫn được phép hoạt động, cơ quan nhà nước không nắm được năng lực thực tế của doanh nghiệp khi nhận dự án. Những cống hiến của ông Võ Văn Thưởng trên chính trường, trước khi dính phải những lùm xùm liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn, ông Võ Văn Thưởng được đánh giá là một người lãnh đạo rất có tâm và có tầm trong công cuộc phát triển đất nước. Tối 20 tháng 12 năm 2023, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu lễ trao giải thưởng khoa học công nghệ và thường niên toàn cầu VinFuture năm 2023. Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vui mừng chào đón gặp gỡ các đại biểu, các nhà khoa học đáng kính từ nhiều nơi trên thế giới đã đến Hà Nội, thủ đô của Việt Nam ngàn năm văn hiến, đất nước của lòng hòa hiếu mến khách và yêu chuộng hòa bình, để cùng vinh danh các nhà khoa học tác giả những công trình nghiên cứu xuất sắc mang lại lợi ích và thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại. Chủ tịch nước tin tưởng mỗi công trình được xứng tên ở lễ trao giải thưởng VinFuture sẽ là niềm kỳ vọng lớn lao cho cuộc sống tốt đẹp của hàng trăm và có thể là hàng tỷ con người trên hành tinh. Chủ tịch nước nhấn mạnh lịch sử nhân loại đã làm sáng tỏ một chân lý: cuộc sống đặt mục tiêu cho khoa học và khoa học soi đường cho cuộc sống. Khoa học đã giúp con người hiểu biết về chính mình và cung cấp những giải pháp để làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Khoa học càng phát triển, xã hội ngày càng văn minh tiến bộ. Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, thế giới đang thay đổi nhanh chóng với nhiều nguy cơ và không ít thách thức đe dọa. Loài người phải đối mặt với biến đổi khí hậu, chiến tranh, xung đột, bệnh tật, đói nghèo, khủng hoảng năng lượng, an ninh lương thực. Những thách thức toàn cầu ấy dạy cho con người khiêm tốn hơn trong ứng xử với mẹ thiên nhiên và các nền văn minh, nhưng cũng đòi hỏi con người phải dũng cảm vượt qua những giới hạn, cùng hợp tác cho một hành trình rộng mở, tìm kiếm những giải pháp hữu ích mang tính toàn cầu cho sự phát triển mới bền vững và nhân văn. Sứ mệnh quan trọng này lại tiếp tục đặt lên vai của những nhà khoa học, mang trong mình sức mạnh của tri thức và tình yêu nhân loại, những người nắm giữ chìa khóa để khai mở cách giải quyết những bài toán đang đặt ra trên con đường phát triển của mỗi quốc gia và nhân loại. Chủ tịch nước hoan nghênh tâm huyết của những nhà sáng lập giải thưởng VinFuture với tầm nhìn mang tính toàn cầu, cách tiếp cận chung sức toàn cầu, cổ vũ và tôn vinh những nhà khoa học có công trình nghiên cứu xuất sắc, công nghệ đột phá mang tính ứng dụng cao, hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho con người. Chủ tịch nước nhấn mạnh trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam xác định tầm nhìn xa hơn. Mục tiêu cao hơn đó là phấn đấu đến năm 2030 là nước phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
Để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, Việt Nam cần khơi dậy các nguồn lực vượt qua các thách thức, trong đó có những thách thức toàn cầu và những vấn đề nội tại cần phải giải quyết. Trên con đường đó, khoa học và công nghệ cùng với giáo dục đào tạo được coi là quốc sách hàng đầu, là mục tiêu động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững. Khoa học công nghệ được kỳ vọng sẽ tạo ra sự phát triển vượt bậc về kinh tế xã hội, tăng năng suất lao động, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao tiềm lực quốc gia và chất lượng đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Chủ tịch nước tin tưởng trên hành trình phát triển, Việt Nam tham gia có trách nhiệm vào cộng đồng quốc tế, tiếp thu kế thừa những thành quả của tri thức và khoa học tiến bộ. Việt Nam luôn có sự đồng hành, đoàn kết, hợp tác, chia sẻ và ủng hộ của bạn bè tiến bộ trên khắp thế giới. Những giải pháp khoa học hữu ích luôn là những tham khảo tốt cho Việt Nam. Một đất nước Việt Nam giàu mạnh dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ sẽ có đóng góp nhiều hơn cho khu vực và thế giới. Những đóng góp của ông Võ Văn Thưởng không chỉ giới hạn trong các hoạt động đối nội mà còn cả trong các hoạt động đối ngoại. Ông đã tích cực tham gia vào các hoạt động ngoại giao và hợp tác quốc tế, đồng thời đóng góp vào việc xây dựng và củng cố các mối quan hệ đối tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế khác. Nguyên Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng để lại những dấu ấn sâu đậm trong công tác đối ngoại của quốc gia, góp phần nâng cao tầm vóc và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Một trong những dấu ấn quan trọng nhất của ông Võ Văn Thưởng trong công tác đối ngoại là việc thúc đẩy và củng cố các mối quan hệ đối tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế. Dưới thời lãnh đạo của ông, quan hệ giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế đã được củng cố và phát triển mạnh mẽ, từ đó tạo ra một môi trường thuận lợi cho hợp tác và phát triển chung. Ông Võ Văn Thưởng cũng nắm vững tầm nhìn chiến lược về vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Ông đã tích cực tham gia vào các diễn đàn quốc tế và đưa ra các ý kiến, đề xuất về những vấn đề quan trọng của khu vực và thế giới, đồng thời đề cao vai trò của Việt Nam trong việc giải quyết những thách thức toàn cầu. Một thành tựu lớn mà ông Võ Văn Thưởng đã đạt được trong công tác đối ngoại là việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới. Ông đã đóng góp tích cực vào việc giải quyết những mâu thuẫn và xung đột trên thế giới thông qua các cuộc đàm phán và các hoạt động ngoại giao khác nhau. Ngoài ra, dưới sự lãnh đạo của ông Võ Văn Thưởng, Việt Nam đã trở thành một thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam đã tham gia và đóng góp tích cực vào các tổ chức và diễn đàn quốc tế, từ các tổ chức khu vực như ASEAN đến các tổ chức toàn cầu như Liên Hợp Quốc và WTO. Có thể thấy, ông Thưởng để lại nhiều dấu ấn tích cực về đối nội cũng như đối ngoại của đất nước trong thời gian qua. Tuy nhiên, nhiều người lấy làm tiếc nguyên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã buộc phải từ chức, chấm dứt một sự nghiệp chính trị có không ít thành công trong lịch sử Việt Nam, có lẽ chưa bao giờ trong một năm, hai trong tứ trụ từ chức. Thời gian gần đây, cái điều chưa bao giờ ấy lại xảy ra chỉ trong vòng hơn một tháng. Ông Võ Văn Thưởng, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa từ chức ngày 21 tháng 3 năm 2024 thì sau chưa đầy một tháng một tuần, vào chiều ngày 26 tháng 4 năm 2024, nguyên Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ xin từ chức. Điều này là kết quả của chiến dịch đốt lò đã diễn ra rất thành công trong suốt hơn 10 năm qua. Đây chưa chắc đã là việc vô tiền khoáng hậu. Thế nhưng, nhiều thế lực phản động đã liên tục đưa tin, đánh giá tiêu cực về sự việc này và chiến dịch đốt lò. Thêm vào đó, cũng có nhiều lời đồn đoán về số phận của hai vị lãnh đạo cao cấp này, rằng hai vị sắp phải đối mặt với hình sự. Vậy thực hư việc này như thế nào? Khả năng khởi tố cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có hay không? Mời quý vị hãy theo dõi hết video ngày hôm nay để có câu trả lời. Lưu ý, dưới đây chỉ là những phân tích và phỏng đoán chứ chưa phải là thông tin chính thống. Quý vị hãy đón nhận thông tin một cách khách quan và tích cực. Ngẫm Sự Đời sẽ luôn cập nhật tin tức mới nhất đến quý vị. Sau rất nhiều đồn đoán kể từ khi ông Phạm Thái Hà,
Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bị khởi tố và bắt giam vào chiều ngày 26 tháng 4 năm 2024. Ban chấp hành Trung ương đã tổ chức một hội nghị bất thường. Tại hội nghị này, các ủy viên Trung ương đã thống nhất cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thôi tham gia Bộ Chính trị, thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương và đồng thời thôi thực hiện các nhiệm vụ, chức vụ mà ông đang đảm nhiệm. Đề nghị xin từ chức của ông Vương Đình Huệ đã gây xôn xao dư luận bởi chỉ một tháng trước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã nộp đơn xin từ chức lên Ban chấp hành Trung ương và đến thời điểm hiện tại, chức danh Chủ tịch nước vẫn đang để trống. Tuy nhiên, việc ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ xin từ chức khi nhiệm kỳ mới đi qua được một nửa không phải là sự kiện vô tiền khoáng hậu. Trước khi ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ đề đạt nguyện vọng xin từ chức trước Ban chấp hành Trung ương, đã có tới 3 vị ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 xin từ chức, bao gồm ông Phạm Bình Minh, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực, ông Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước, và ông Trần Tuấn Anh, nguyên Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tuy nhiên, giới quan sát chính trị nhận thấy rằng việc ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ xin từ chức có phần phức tạp hơn khá nhiều so với các ông Phạm Bình Minh, Nguyễn Xuân Phúc và Trần Tuấn Anh. Ông Phạm Bình Minh cùng với ông Vũ Đức Đam và ông Nguyễn Xuân Phúc là những cán bộ lãnh đạo cấp cao đầu tiên bị áp dụng quy định số 41 của Bộ Chính trị khóa 13 để xử lý. Cả ba ông đều không bị xác định có vi phạm hay khuyết điểm gì. Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đều xác nhận rằng các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam và Nguyễn Xuân Phúc không liên quan gì đến các sai phạm trong quá trình chống dịch COVID-19 nói riêng và cả quá trình công tác nói chung. Mặc dù có nhiều thông cảm khi các sai phạm xảy ra trong thời kỳ mà toàn hệ thống chính trị và nhân dân cả nước đồng lòng chống đại dịch, theo Điều 7 của Quy định 41, các ông vẫn bị xem xét để miễn nhiệm. Do đó, lý do được Ban chấp hành Trung ương Đảng công bố rộng rãi khi miễn nhiệm ông Phạm Bình Minh, ông Vũ Đức Đam và ông Nguyễn Xuân Phúc là vì các ông chịu trách nhiệm về mặt người đứng đầu cho các sai phạm của cấp dưới và cơ quan. Ông Trần Tuấn Anh cũng nhận được thông báo lý do miễn nhiệm tương tự. Điều này thể hiện rằng các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Nguyễn Xuân Phúc và Trần Tuấn Anh không liên quan đến các sai phạm, không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật và quy định của Đảng, do đó không bị xem xét xử lý hình sự liên quan đến các đại án kinh tế mà cấp dưới của mình bị khởi tố và bắt giam. Sau khi rời chính trường, các ông vẫn được hưởng nguyên các chế độ dành cho các lãnh đạo nghỉ hưu. Ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam và Nguyễn Xuân Phúc được tổ chức buổi lễ chia tay và bàn giao công tác để về nghỉ, theo chế độ giống như bất kỳ cán bộ công chức viên chức nhà nước nào khi nhận quyết định nghỉ công tác. Ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn xuất hiện với tư cách nguyên chủ tịch nước trong các buổi lễ kỷ niệm sự kiện trọng đại của đất nước. Tuy nhiên, tình hình của ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ lại rất khác. Nếu như ông Phạm Bình Minh từ chức sau 3 tháng kể từ khi trợ lý của ông bị bắt và ông Vũ Đức Đam từ chức sau 1 tháng tương tự, thì ông Vương Đình Huệ chỉ mất 5 ngày sau khi trợ lý của ông bị bắt để từ chức. Đối với ông Võ Văn Thưởng, ông đã từ chức chưa đầy 2 tuần kể từ khi các nhân sự liên quan đến ông bị bắt. Sự liên quan của ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ tới các đại án kinh tế mà cấp dưới của các ông dính líu được đánh giá là nghiêm trọng và cơ quan chức năng đã nhanh chóng nhận ra điều này để đưa ra kết luận. Điều đặc biệt là trong thông báo phát đi của Trung ương Đảng về lý do miễn nhiệm của ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ có sự chú ý đặc biệt từ giới quan sát chính trị. Ngoài việc chịu trách nhiệm về mặt người đứng đầu, sau khi nghe báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ được xác định đã vi phạm quy định mà đảng viên không được làm, một cáo buộc không được nhắc tới khi ông Phạm Bình Minh, Nguyễn Xuân Phúc và Trần Tuấn Anh được cho từ chức. Cụ thể, hai ông đã vi phạm quy định số 37 của Trung ương Đảng khóa 13, ban hành ngày 25 tháng 10 năm 2021,
Quy định số 37 này xác định 19 điều mà đảng viên không được phép làm. Những điều này cũng là các hành vi vi phạm pháp luật nếu mắc phải. Cụ thể 19 điều mà đảng viên không được làm theo quy định số 37 của Trung ương Đảng khóa 13, ban hành ngày 25 tháng 10 năm 2021 như sau. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, cùng với việc gương mẫu chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của đảng và hiến pháp, pháp luật của nhà nước, các quy định của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội mà mình là thành viên, phải chấp hành nghiêm những quy định của đảng về những điều đảng viên không được làm. Điều 1. Nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của đảng, làm những việc mà pháp luật không cho phép. Điều 2. Không chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng, tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức quần chúng được đảng, nhà nước giao nhiệm vụ khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép. Điều 3. Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không thực hiện trách nhiệm nêu gương, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, tư duy nhiệm kỳ, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng. Điều 4. Cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật của đảng và nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố, tàng trữ, tuyên truyền, tán phát hoặc xúi dục người khác tuyên truyền, tán phát thông tin, tài liệu dưới mọi hình thức để truyền bá những thông tin, quan điểm trái với chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Điều 5. Viết bài hoặc cung cấp tài liệu cho người khác viết, nói, cho đăng tải tin, bài sai sự thật, không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định, sáng tác, sản xuất, tàng trữ, tán phát các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật không lành mạnh, trái thuần phong mỹ tục Việt Nam, mang tính kích động gây ảnh hưởng xấu trong xã hội, tán phát bài viết, bài nói, phỏng vấn, hồi ký, phim, ảnh không đúng quy định. Điều 6. Tố cáo có nội dung mang tính bịa đặt, cùng người khác viết, ký tên trong đơn tố cáo, viết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên, gửi hoặc tán phát đơn khiếu nại, tố cáo dưới mọi hình thức đến nơi không có thẩm quyền giải quyết. Đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo, không thực hiện các quy định của đảng và pháp luật về bảo vệ người tố cáo, phê bình, góp ý, kích động, xúi dục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo. Điều 7. Tổ chức, tham gia các tổ chức, hội trái quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, biểu tình, tụ tập đông người gây mất trật tự, an ninh. Điều 8. Tổ chức, xúi dục, tham gia các hoạt động bè phái, cục bộ gây mất đoàn kết nội bộ, lợi dụng việc phản ánh, góp ý kiến đối với đảng, nhà nước để đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tùy tiện đối với tổ chức, cá nhân. Điều 9. Báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp, nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định. Điều 10. Chủ trì, tham mưu ban hành văn bản có nội dung trái quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện không đúng quy định trong quản lý đầu tư, xây dựng, sử dụng nhà, đất, tài nguyên, tài chính, tài sản của đảng, nhà nước. Điều 11. Vi phạm đạo đức công vụ, bao che, báo cáo sai sự thật khi thực hiện nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm để cơ quan,
đơn vị, địa phương, cá nhân do mình trực tiếp quản lý xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các vi phạm khác. Không báo cáo, không xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Can thiệp, tác động hoặc để vợ, chồng, con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột mình, bên vợ, chồng và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình để trục lợi. Lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Điều 12. Có hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay, can thiệp, tác động dưới mọi hình thức đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được tiếp nhận, tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, khen thưởng, phong tặng danh hiệu, đi học, đi nước ngoài, thực hiện chế độ, chính sách cán bộ trái quy định. Điều 13. Can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác. Điều 14. Tham ô, đưa, nhận, môi giới hối lộ hoặc lợi dụng vị trí công tác để môi giới, hối lộ dưới mọi hình thức, tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện thực hiện hoạt động rửa tiền, đi vay, cho vay trái quy định của pháp luật. Điều 15. Tặng, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người có trách nhiệm dẫn đến việc quyết định sai, có lợi riêng cho bản thân hoặc cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. Điều 16. Không thực hành tiết kiệm để xảy ra thất thoát, lãng phí trong việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công trái quy định. Điều 17. Can thiệp, tác động để vợ, chồng, con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột mình, bên vợ, chồng, bản thân và người khác đi du lịch, học tập, chữa bệnh bằng nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến ngành, lĩnh vực theo dõi, quản lý. Điều 18. Tổ chức, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức, sử dụng các chất ma túy, sử dụng rượu, bia không đúng quy định hoặc đến mức bê tha và các tệ nạn xã hội khác. Tổ chức việc cưới, việc tang và các sự kiện khác của cá nhân, gia đình xa hoa, lãng phí hoặc nhằm mục đích vụ lợi. Thờ ơ, vô cảm với các hành vi sai trái trong xã hội, có hành vi bạo lực trong gia đình, vi phạm chính sách dân số, sống chung với người khác như vợ chồng, vi phạm quy định về kết hôn với người nước ngoài. Điều 19. Mê tín, hoạt động mê tín, ủng hộ hoặc tham gia các tôn giáo bất hợp pháp hoặc lợi dụng các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi. Giới quan sát chính trị cho rằng ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ có khả năng bị Trung ương Đảng xác định đã vi phạm Điều 11 của Quy định 37, đó là can thiệp, tác động hoặc cho phép vợ, chồng, con, bố mẹ, anh chị em ruột, mình bên vợ, bên chồng và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình để trục lợi. Vi phạm điều này, các ông sẽ bị luật pháp xác định mắc tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng các ông Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ bị Trung ương Đảng xác định vi phạm Điều 14 và 15 của Quy định 37 liên quan đến các tội danh tham nhũng. Dù cho các ông mắc phải điều nào trong 19 điều của Quy định số 37 thì đều là hành vi vi phạm pháp luật. Vấn đề đặt ra sau những thông báo về việc ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ vi phạm những điều đảng viên không được làm là liệu sau khi xử lý về mặt đảng, hai ông có khả năng đối diện với vấn đề pháp lý hay không? Nếu tình hình nghiêm trọng, liệu ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ có bị xử lý hình sự hay không?
luật pháp Việt Nam, cũng như trên thế giới, thượng tôn pháp luật là nguyên tắc nền tảng cho hoạt động tư pháp và hành pháp. Tất cả mọi người, từ các giới chức tới lớp nhân dân trong xã hội, đều bình đẳng trước pháp luật và không ai được đứng trên pháp luật. Do vậy, nếu đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, thì dù là bất kỳ ai vi phạm pháp luật cũng bị đưa ra xem xét, xử lý hình sự. Cho tới thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an chưa có thông tin xác nhận sự dính líu của các ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ tới các đại án tham nhũng gần đây. Tuy nhiên, những cá nhân thân cận với hai ông đã bị khởi tố và bắt giam do đã nhận những khoản tiền hối lộ rất lớn từ các doanh nghiệp tư nhân. Liệu ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ có bị khởi tố? Việc liệu ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ có bị khởi tố hay không còn tùy thuộc vào cơ quan điều tra xác định mức độ liên đới của hai ông tới các vi phạm pháp luật. Việc một nguyên ủy viên Bộ Chính trị bị khởi tố và bắt giam đã từng xảy ra trên chính trường Việt Nam. Thậm chí đã từng có vị nguyên ủy viên Bộ Chính trị bị kết án tử hình. Đó là ông Hoàng Văn Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội. Ông Hoan bị kết án tử hình vắng mặt do phạm tội phản quốc. Gần đây nhất là ông Đinh La Thăng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị khóa 12. Ông Thăng bị khởi tố và đang thi hành án tù giam 30 năm do vi phạm pháp luật trong thời gian ông giữ chức Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia và sau đó là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Tuy nhiên, giới quan sát chính trị nhận định rằng khó có khả năng quyết định khởi tố ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ được cơ quan kiểm sát phê chuẩn. Bởi lẽ khi xem xét để khởi tố hình sự, ngoài mức độ vi phạm pháp luật, còn có những tình tiết giảm nhẹ không thể phủ nhận những đóng góp của ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ cho sự phát triển kinh tế, xã hội, sự ổn định bền vững của đối ngoại và quốc phòng an ninh của đất nước. Ông Võ Văn Thưởng và sự nghiệp của mình. Trước khi được bầu làm Chủ tịch nước, ông Võ Văn Thưởng đã dành nhiều năm trong sự nghiệp của mình cho công tác và hoạt động với thanh niên. Từ năm 1990, khi còn là sinh viên tại trường Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, ông đã nắm giữ vị trí chủ nhiệm câu lạc bộ lý luận trẻ và bí thư liên chi đoàn khoa triết học. Năm 1992, sau khi tốt nghiệp đại học, ông được bầu làm phó bí thư đoàn trường và đến cuối năm 1993, ông chuyển về thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh làm cán bộ, nắm giữ vị trí phó ban đại học chuyên nghiệp. Tháng 10 năm 1996, ông Võ Văn Thưởng tiếp tục được bầu vào ban chấp hành, ban thường vụ thành đoàn, đảm nhận vai trò trưởng ban đại học chuyên nghiệp, phụ trách công tác thanh niên tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1995, ông cũng kiêm nhiệm vị trí phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hội sinh viên thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức vừa mới được thành lập, và đồng thời giữ chức ủy viên thư ký trung ương hội sinh viên Việt Nam. Ngày 26 tháng 11 năm 1997, tại Đại hội đại biểu toàn quốc đoàn thanh niên, ông được bầu là ủy viên Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 7 và được phân công làm đảng ủy viên bí thư Ban cán sự đoàn Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Đến tháng 1 năm 2000, ông trở thành Chủ tịch Hội sinh viên thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ thứ 2 và sau đó được bầu làm Phó Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam, chứng tỏ sự cống hiến và ảnh hưởng sâu rộng của ông đối với phong trào thanh niên và sinh viên cả nước. Vào tháng 5 năm 2001, ông Võ Văn Thưởng được bổ nhiệm chức vụ Phó Bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, hợp tác cùng Bí thư Thành đoàn, ông Nguyễn Thành Phong. Đến tháng 11 năm 2002, ông tiếp tục nhận chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 3 năm 2003, ông giữ vị trí bí thư thành đoàn và sau đó được bầu vào thành ủy viên thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức vụ này cho đến hết năm 2004. Tiếp nối sau đó là ông Tất Thành Cang, người sau này đã bị kỷ luật, khai trừ ra khỏi đảng. Trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 12 năm 2002, tại Hà Nội,
ông tham gia Đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên và được bầu làm Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ngày 24 tháng 4 năm 2006, tại Đại hội đại biểu Toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 10. Tháng 9 năm 2006, ông được Bộ Chính trị quyết định phân công giữ chức Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Và sau đó, trong tháng 12 năm 2007, được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trong Đại hội Đoàn khóa 9. Ông cũng được bổ nhiệm làm chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, đại diện cho thanh niên trên cả phương diện chính trị lẫn chính quyền. Ngày 29 tháng 2 năm 2008, tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2005-2010, ông được nhất trí bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Bên cạnh đó, ông cũng được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 và sau đó là đại biểu Quốc hội khóa 12 nhiệm kỳ 2007-2011 cho tỉnh Vĩnh Long và là ủy viên của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Ngày 22 tháng 5 năm 2016, ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021 tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Đồng Nai. Ngày 5 tháng 2 năm 2021, theo quyết định số 01 của Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, được phân công giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Và đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Trong thời gian này, ông Võ Văn Thường chịu trách nhiệm chủ trì công việc hàng ngày của Ban Bí thư, đại diện cho Tổng Bí thư khi ông vắng mặt và phụ trách công tác của Ban chấp hành Trung ương tại các địa phương. Bên cạnh đó, ông cũng phụ trách vấn đề ngoại giao, bao gồm việc đại diện Trung ương Đảng thăm các nước ngoài, tiếp xúc và trao đổi với các chính trị gia quốc tế đến thăm Việt Nam và tiếp đón các lãnh đạo nước ngoài sang thăm Việt Nam. Ngày 6 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp để xem xét công tác cán bộ và phân công bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa 13, thay thế ông Thường. Tại kỳ họp bất thường của Ban chấp hành Trung ương Đảng vào đầu tháng 3 năm 2023, ông được giới thiệu làm Chủ tịch nước kế nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc sau khi ông Phúc từ chức để chịu trách nhiệm chính trị. Vào lúc 10 giờ sáng ngày đầu tháng 3 năm 2023, sau cuộc biểu quyết của Quốc hội với 488 đại biểu tham gia, trong đó 487 phiếu tán thành và 1 phiếu không tán thành, ông Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước, trở thành người trẻ nhất giữ vị trí này. Ngay sau khi nhậm chức, ông đã có cuộc gặp với cán bộ văn phòng Chủ tịch nước vào chiều cùng ngày. Con đường sự nghiệp đầy vang dội của Vương Đình Huệ. Vương Đình Huệ có một nền tảng học vấn vững chắc trong lĩnh vực tài chính và kế toán. Ông bắt đầu con đường học vấn chuyên nghiệp của mình tại Trường Đại học Tài chính, Kế toán Hà Nội, nay là Học viện Tài chính, từ năm 1974 đến 1978, nơi ông theo học khoa kế toán. Sau khi tốt nghiệp, từ năm 1979 đến 1985, ông tiếp tục công tác tại cùng trường, vừa là giảng viên, vừa giữ chức vụ Phó Bí thư Liên đoàn khoa kế toán và Ủy viên Ban thường vụ đoàn trường. Năm 1985, ông chuyển sang Trường Đại học Ngoại ngữ, nay là Trường Đại học Hà Nội, để học tiếng Tiệp tại khoa Châu U. Sau đó, từ 1986 đến 1990, ông là nghiên cứu sinh phó tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế Bratislava, Cộng hòa Slovakia, nơi ông không chỉ nghiên cứu mà còn đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo sinh viên Việt Nam tại đây. Năm 1990, ông đã bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ về kế toán trong nông nghiệp,
tập trung nghiên cứu sự phát triển của kế toán trong các xí nghiệp nông nghiệp ở Tiệp Khắc và ứng dụng kinh nghiệm đó vào Việt Nam. Vương Đình Huệ cũng đã được phong học hàm giáo sư, ghi nhận sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu học thuật xuất sắc của ông. Vương Đình Huệ đã có một sự nghiệp giáo dục và công tác lâu dài và đa dạng, bắt đầu từ năm 1979 đến 1985 khi ông là giảng viên tại Trường Đại học Tài chính, Kế toán Hà Nội, nay là Học viện Tài chính. Trong thời gian này, ông cũng đảm nhận các vị trí Phó Bí thư Liên đoàn Khoa Kế toán và Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường. Tiếp theo, từ 1985 đến 1986, ông theo học tại Khoa Châu U, lớp tiếng Tiệp, tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Giai đoạn từ 1986 đến 1990, ông là nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế Bratislava, Cộng hòa Slovakia, nơi ông giữ các chức vụ như Bí thư chi bộ và trưởng hội lưu học sinh Việt Nam tại Bratislava. Sau khi trở về nước, ông tiếp tục công tác tại Học viện Tài chính với vai trò giảng viên, phó trưởng khoa và cuối cùng là trưởng khoa kế toán từ 1991 đến 1999, rồi trở thành phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo từ 1999 đến 2001. Sự nghiệp chính trị của ông bắt đầu lên cao kể từ năm 2001, khi ông được bầu làm phó tổng kiểm toán nhà nước và sau đó là tổng kiểm toán nhà nước từ 2006 đến 2011. Trong thời gian này, ông cũng là đại biểu Quốc hội khóa 13 và được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Từ 2011 đến 2016, ông giữ các chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Bộ Tài chính và trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Năm 2016, ông được bầu vào Bộ Chính trị và đảm nhận chức Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng thời giữ vai trò trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. Vào năm 2020, ông chuyển sang chính trị địa phương khi được bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Và cuối cùng vào năm 2021, ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, một vị trí mà ông vẫn đang giữ đến nay. Vương Đình Huệ, qua nhiều năm phục vụ, đã giữ nhiều vị trí quan trọng trong chính trị Việt Nam. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị trong hai khóa liên tiếp, 12 và 13, và là Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa 10 đến 13, phản ánh sự gắn bó lâu dài và sự nghiệp đáng kể trong cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, ông cũng đảm nhiệm các chức vụ như Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia và là Ủy viên của Hội đồng Quốc phòng và An ninh, đều là các vị trí chủ chốt trong hệ thống chính trị và an ninh quốc gia. Vương Đình Huệ cũng được bầu làm đại biểu Quốc hội trong 3 khóa liên tiếp, 13, 14 và 15, thể hiện niềm tin và sự ủng hộ rộng rãi từ phía cử tri. Qua những vị trí này, ông đã và đang đóng góp quan trọng vào sự phát triển chính sách và quản lý nhà nước, củng cố hệ thống pháp luật và thúc đẩy tính minh bạch, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, điều hành tại Việt Nam. Dấu ấn của Vương Đình Huệ trong chính trường Việt Nam. Dấu ấn của ông Vương Đình Huệ trên chính trường vẫn còn rất đậm nét. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13, ông được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính. Dù chỉ giữ vị trí này trong một thời gian ngắn, nhưng ông đã để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ thông qua các kinh nghiệm quý báu. Sau năm 2010, Việt Nam chịu hậu quả nặng nề từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, lạm phát trong nước tăng cao đến 2 con số, doanh nghiệp đình đốn và hoạt động thị trường chứng khoán suy giảm kéo dài. Trong bối cảnh đó, vào ngày 21 tháng 8 năm 2012, vụ bắt giữ Nguyễn Đức Kiên, hay còn gọi là Bầu Kiên, nguyên thành viên sáng lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, đã tác động tiêu cực đến cổ phiếu của tất cả các ngân hàng niêm yết trên thị trường, lan tỏa ảnh hưởng ra toàn thị trường. Chỉ trong 3 ngày, thị trường đã bốc hơi tổng cộng 5,6 tỷ đô la, kéo dài suốt 2 tháng tiếp theo, đánh dấu một trong những thời kỳ đen tối nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong hoàn cảnh đó, Bộ trưởng Vương Đình Huệ đã không quản ngại thời gian,
giờ giấc để họp bàn cùng lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa ra các kế sách giải cứu hữu hiệu nhất. Ông cũng suy tính với tầm nhìn rộng và quyết định để Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lên tiếng khẳng định sự tồn tại của thị trường và cảnh báo những vi phạm của một số công ty chứng khoán muốn bán khống trục lợi nhằm ổn định tâm lý và lòng tin của các nhà đầu tư. Hai dấu ấn rất đậm nét của ông trong chỉ đạo về điều hành giá xăng dầu cũng được dư luận đánh giá cao. Trong suốt 4 năm giữ chức Phó Thủ tướng Mảng Kinh tế và 1 năm làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Vương Đình Huệ đã ghi lại nhiều dấu ấn quan trọng với phong thái nói ít làm nhiều, quyết tâm giải quyết những vấn đề khó khăn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chia sẻ những bài toán khó mà thủ đô đang phải đối mặt như xử lý sai phạm tại nhà số 8 Lê Trực, bãi rác Nam Sơn và đường sắt Cát Linh Hà Đông. Dưới sự chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Vương Đình Huệ đã lần lượt giải quyết tháo gỡ từng nốt thắt ở những dự án tồn đọng này. Đặc biệt, vào ngày 10 tháng 10 năm 2020, việc xử lý sai phạm ở nhà số 8 Lê Trực hoàn tất, điển hình về vi phạm trật tự xây dựng và cũng là nỗi bức xúc kéo dài trong suốt hơn 5 năm ở Hà Nội mà không được giải quyết. Việc xử lý các điểm sai phạm chứng minh quyết tâm lãnh đạo của thành phố đối với người dân do sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Chủ đầu tư công ty cổ phần May Lê Trực đã xây dựng công trình vượt một tầng, tăng 15,89 mét chiều cao, sai về khoảng lùi, khoảng giật cấp dẫn đến tăng diện tích sàn xây dựng lên tới 7.000 mét. Đóng góp của ông Vương Đình Huệ trên cương vị là Phó Thủ tướng cũng đáp ứng được kỳ vọng và niềm tin của các đại biểu Quốc hội khi bỏ lá phiếu bầu cử cho ông giữ chức vụ này. Ngay trong kỳ họp Quốc hội đầu tiên khóa 14, đại biểu Dương Trung Quốc đã tỏ ra rất phấn khởi khi nói về ông Vương Đình Huệ, bày tỏ sự ngưỡng mộ với một vị phó thủ tướng không chỉ là nhà khoa học kinh tế mà còn am hiểu sâu sắc thực tiễn của cuộc sống. Nhìn lại chặng đường đã qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thể hiện rõ bản sắc của một chính khách với phương châm nói ít làm nhiều và hành động quyết liệt. Bởi vậy, triết lý vô vi mà ông yêu thích cũng rất phù hợp với phong cách làm việc của ông. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đầu năm 2018, khi còn đảm nhiệm cương vị Phó Thủ tướng, ông Vương Đình Huệ luôn mỉm cười khi trả lời các câu hỏi từ phóng viên về bí quyết để vượt qua áp lực. Ông đã chia sẻ, tôi thích triết lý vô vi, làm lặng lẽ nhưng phải mang lại hiệu quả cao. Ông coi áp lực và thách thức là cơ hội để thử sức bản thân. Chúng tôi, những người tổng hợp tin tức trong chương trình này, cũng hy vọng rằng ông sẽ luôn giữ vững triết lý này, làm việc lặng lẽ nhưng hiệu quả, và tiếp tục duy trì niềm tự hào khi mẹ của ông luôn nhấn mạnh, làm đầy tớ của dân thì phải hết lòng, yêu lấy dân thì dân sẽ yêu lại. Có thể thấy rằng ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ vi phạm nghiêm trọng hơn ông Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng khi xét công tội, các ông sẽ không bị đưa ra tòa để xử lý. Tuy nhiên, các ông có thể sẽ phải chịu một án phạt rất nặng của Đảng. Ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ sẽ không được hưởng các chế độ dành cho lãnh đạo chủ chốt của đất nước khi nghỉ hưu. Các ông sẽ hoàn toàn biến mất khỏi chính trường Việt Nam, không được tiếp xúc với giới truyền thông, không được tham gia các hoạt động có thể gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước, không được mời dự các sự kiện quan trọng do Đảng và Nhà nước tổ chức. Đặc biệt, hai ông không được rời khỏi Việt Nam với bất kỳ lý do nào, ngoại trừ đi nước ngoài để điều trị bệnh và nếu là ra nước ngoài để điều trị bệnh sẽ buộc phải có nhân sự giám sát đi kèm. Việc này tương tự như những gì mà các ông Trần Xuân Bách, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 6 và Nguyễn Hà Phan, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 7, phải chấp nhận sau khi bị kỷ luật buộc phải rời khỏi chính trường. Cả hai ông Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ đều có một sự nghiệp chính trị rất lẫy lừng, trở thành những lãnh đạo chủ chốt của đất nước, là niềm tự hào của gia đình, dòng tộc và quê hương. Tuy nhiên, các ông lại phải đón nhận một cái kết rất buồn và đáng thương. Đây có lẽ đã là một bản án đầy đau xót đối với hai ông. Những thông tin trên chỉ là những phỏng đoán dựa trên các diễn biến và tình hình hiện tại.
quyết định cuối cùng về việc có khởi tố hay không, cũng như mức độ trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, là do cơ quan chức năng quyết định sau khi đã xem xét kỹ lưỡng mọi bằng chứng và diễn biến liên quan. Chúng ta, những công dân của đất nước, nên duy trì niềm tin vào Đảng và sự lãnh đạo của Đảng, bởi lẽ sự minh bạch và công bằng là những nguyên tắc mà Đảng luôn hướng tới trong mọi hoạt động quản lý và điều hành nhà nước. Đồng thời, sự kiên nhẫn và tin tưởng vào hệ thống pháp luật sẽ góp phần tạo dựng một xã hội công bằng, vững mạnh và phát triển bền vững. Và trong phần tiếp theo của câu chuyện, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của câu chuyện Dưỡng Trí, sự trở lại của chú chim Hoàng Khuyên. Ông Hưng năm nay đã 68 tuổi, ông sống trong một ngôi nhà nhỏ bên bờ sông, ở một khu phố huyện tỉnh Lai Châu. Ông lên tỉnh vùng cao này sinh cơ lập nghiệp từ những năm 80 của thế kỷ trước, lăn lộn làm đủ nghề, từ kinh doanh phân bón hóa chất phục vụ sản xuất nông nghiệp, thầu xây dựng, buôn bán nhỏ. Cuối cùng, ông đã tạo dựng được một cơ ngơi kha khá với ngôi nhà 5 tầng giữa phố huyện. Xung quanh có một khu vườn rộng 3 sào đất, có hoa thơm trái ngọt mùa nào thức đấy. Ông Hưng là người đam mê thiên nhiên, đặc biệt là chim chóc. Suốt cuộc đời, ông tâm niệm câu, nuôi cá dưỡng tâm, nuôi chim dưỡng trí, nuôi cây dưỡng thần. Nhà ông có gần chục lồng chim nuôi các loài chim quý. Tuy tuổi già nhưng sức khỏe vẫn cho phép, ông Hưng dành thời gian hàng ngày để chăm sóc và nuôi dưỡng những chú chim bằng cả tâm hồn và tri thức của mình. Trong các chú chim cảnh mà ông nuôi, thì ông yêu quý nhất là con chim Hoàng Khuyên. Đó là một con chim có bộ lông vàng rực quý phái, mắt đỏ như viên ngọc ruby. Ông Hưng mua được chú chim cảnh từ một người sưu tầm chim quý cách đây đã 2 năm. Nghe nói chú chim được tìm thấy trong hang động của vùng núi rừng cách không xa nơi ông Hưng sinh sống. Ông dành rất nhiều thời gian trong ngày để chăm sóc chú chim quý, mua cho chú Hoàng Khuyên một chiếc lồng đẹp và thường xuyên đưa chú đi giao lưu, luyện giọng với các chú chim của hội những người chơi chim trong vùng. Thời gian trôi qua, ông Hưng ngày càng gắn bó với bầy chim cảnh. Những chú chim đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ông, mang lại niềm vui và sự an ủi cho ông trong tuổi già. Những lúc ông cảm thấy cô đơn và buồn chán nhất, bầy chim luôn ở bên cạnh, hòa tiếng hót líu lo, đem lại sự ấm áp và yên bình. Giờ đây, tuổi ngoài 70, nhưng tâm hồn ông Hưng vẫn trẻ trung, nhờ vào sự yêu thương và quan tâm đối với những chú chim nhỏ. Cuộc sống tưởng chừng cứ bình thản trôi xuôi với hai vợ chồng già. Thế nhưng, bỗng một ngày biến cố xảy đến. Vợ ông Hưng bị tai biến mạch máu não, bị liệt nửa người và khó khăn khi nói. Trong số 5 người con của ông Hưng thì người con trai út, người thành đạt nhất do nhiều năm qua mở công ty riêng tại phố núi, lại có vấn đề vướng mắc về mặt pháp luật nên phải bán cả công ty để trả nợ, khắc phục hậu quả sự việc sai lầm trong làm ăn kinh doanh. Ông Hưng xót xa nhìn cảnh nhà vợ ốm nặng, người con trai là niềm tự hào lớn của ông có nguy cơ vướng vòng lao lý. Rồi một ngày, ông Hưng bàn với các con, bố sẽ để lại ngôi nhà và các công việc ở phố huyện này để anh cả trong gia đình quản lý. Bố đưa mẹ về quê gốc để gần anh em làng xóm, tiện việc chăm sóc. Bố nghĩ rồi, lá rụng về cội, về với bà con xóm làng ở quê chắc mẹ con sẽ vui hơn. Cũng là điều kiện tốt để cải thiện sức khỏe. Các con đều ủng hộ quyết định của ông Hưng. Ông bùi ngùi chia tay vùng đất cả một đời gắn bó của vợ chồng ông, thu xếp chóng vánh để về quê. Bầy chim cảnh ông nuôi dưỡng kỹ lưỡng từ bao năm, bây giờ ông buộc phải chia tay vì trong hoàn cảnh di chuyển xa, về quê phải mất nhiều thời gian ổn định cuộc sống và chăm sóc người vợ ốm yếu. Ông Hưng nghĩ khó lòng mà có điều kiện chăm sóc tất cả được. Ông đưa ra một quyết định bất ngờ, phóng sinh tất cả lũ chim vào rừng. Hôm chia tay, ông Hưng mang từng chiếc lồng ra cửa rừng, mở cửa lồng cho lũ chim bay đi. Chiếc lồng của con chim Hoàng Khuyên được mở cuối cùng. Vậy mà, con chim không ngoan đã bay ra khỏi lồng, truyền một đoạn ngắn, rồi lại bay vòng lại đậu lên vai ông Hưng. Người đàn ông già đưa tay ra cho con chim đậu vào.
vuốt ve nó một lần cuối. Đôi mắt đỏ rực như viên ngọc của chim hoàng khuyên nhìn ông đầy lưu luyến. Nó mổ mổ vào lòng bàn tay ông như an ủi, sẻ chia với nỗi lòng của người chủ cũ, mãi một lúc mới chịu bay đi. Trở về quê, ông Hưng cũng dành ra đến 3 tháng để cải tạo ngôi nhà ngói ba gian của tổ tiên để lại. Ông bà dần tạm ổn định nơi ăn trốn ở. Suốt cuộc đời phiêu bạt xa quê, trở về quê nhà khi tuổi đã cao, ông Hưng bỗng nhận ra, đúng là chẳng ở đâu bằng quê cha đất tổ. Mọi của cải vật chất đều có thể chỉ là tương đối, thoáng quả a, riêng tình cảm họ hàng đùm bọc, làng xóm thơm thảo mới là lâu bền không gì sánh được. Ông Hưng dần xây dựng một cuộc sống giản dị ở quê hương. Ông trồng vài cây mai chiếu thủy, cây hoa hồng hoa cúc trước nhà. Rồi vài người hàng xóm quý mến biếu ông mấy lồng chim sáo, chim cu gáy, chim chào mào, để ngôi nhà của hai ông bà thêm ấm áp, ríu rít âm thanh. Vợ ông Hưng cũng dần ổn định sức khỏe, hàng ngày đã có thể